Lúc nào bắt đầu các bạn nhé. Bài số 30 này, Kokieso Tekontoru PU Tuiseo. Ở đây chúng ta có cái PU ta là học này, thì thêm chữ L vào. Suita, đó chính là có thể học. Học cái gì ạ? Học Taekwondo. Và ở đâu ạ? Ở đó đúng không ạ? Cực kỳ là ở đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ sử dụng cái cách đặt câu hỏi và cách đăng ký học. Ngữ pháp chúng ta sẽ học hai ngữ pháp, đó là động từ đi với l ul suita hoặc là l suita, đấy là có thể làm hoặc không làm được, đấy không thể làm được việc gì đó, cái này là có thể, còn cái này là thêm thay chữ ita bằng ập ta thì là không thể nhá. Chúng ta có thể hay là chúng ta không thể làm việc gì đó thì chúng ta sử dụng cái câu chúng này. Tiếp theo, động từ đi với ưu điên, động từ khác thì động từ số 1, động từ số 2. Thì cái ngữ pháp này đó là động từ số 1 không có cụm đáy thì sẽ đi với thiêm nhân. Còn nếu có cụm đáy sẽ đi với ưu điểm nhân. Nha. Có nghĩa là cái này có nghĩa là nếu muốn thực hiện hành động 1 thì phải làm hành động số 2. Nha. Nếu muốn đi Hàn Quốc thì phải học chăm chỉ tiếng Hàn. Nha. Tí nữa chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể hơn ngữ pháp này. Về ơ huy phần từ vựng, kêu dung mít sư bi sơ ở sơ bi sư, giáo dục và dịch vụ, những dịch vụ việc làm hoặc là những dịch vụ gì đó. Quê vũ in liếc chi quân trên thơ y dùng, tức là tận dụng hoặc là sử dụng cái trung tâm nhân lực người nước ngoài như thế nào. Chúng ta đến đó thì chúng ta có thể sử dụng những dịch vụ gì của cái trung tâm hỗ trợ nhân lực người nước ngoài. Trung bộ muôn hoa thì là Wegukin Kunloja Rul Vihan, dành cho người lao động nước ngoài. Siun Kiwan là cơ quan hỗ trợ người lao động nước ngoài. Thì khi chúng ta sang bên Hàn Quốc ấy, thì chúng ta cũng có thể tham gia một số cái chương trình đào tạo ở trung tâm hỗ trợ người nước ngoài ở tại các quận huyện ở bên đó nhá. Hoặc là các thành phố đều có trung tâm hỗ trợ người nước ngoài hết ạ. Ở đây thì thường là các khóa học tiếng Hàn dành cho người Việt Nam là gần như là miễn phí, bao gồm tiếng Hàn dành cho người Việt Nam, người Lào, người Campuchia, rồi Indonesia, rồi Philippines, đa phần là sẽ không thu tiền đâu. Rồi có các chương trình khác nữa. Tiếp theo chúng ta sẽ vào chi tiết nội dung bài học ngày hôm nay. Theo Il, hội thoại số 1. Các bạn nhìn trên cái bức hình đây ạ, bạn này bạn ấy muốn đi tập Taekwondo này. Và bạn ấy gọi đến là Wegukin Liếc Chiwon Center, đây là trung tâm hỗ trợ người lao động nước ngoài đấy ạ. Và các bạn đều có ý định đi xuất khẩu lao động thì các bạn những cái thông tin này rất là tốt cho người đi lao động nước ngoài đấy ạ, đặc biệt là sang Hàn Quốc. Ở bên Hàn Quốc nó có trung tâm hỗ trợ người nước ngoài nhá. Thì hôm nay chúng ta sẽ học bài này. Bài hội thoại ạ, đầu tiên là Yoboseo, alo. Kokki Wegukin Liếc Chiwon Center Chiwo, đó có phải là trung tâm hỗ trợ nhân lực nước ngoài không? Này, cái trung tâm nó dài này, các bạn đọc có thấy khó không ạ? Wegukin là người nước ngoài, Wegukin là nước ngoài, In Liếc là nhân lực, Chiwon là hỗ trợ này, Center là trung tâm này. Ghép lại với nhau rồi ạ. Nè, mua sân tùa cho mình cái không? Vâng, tôi có thể giúp gì cho bạn? Taekwondo rin peu go sipunde, tôi muốn học Taekwondo. Kokieso Taekwondo rin Taekwondo suopun durun su isseyo. Ở đó tôi có thể tham gia, đây tôi có thể tham gia cái buổi học, nghe buổi học ạ. Tức là nghe nhá, thì thành durun su isseyo. Thì ở đây có thể nghe, ở đó có thể nghe được cái buổi học Taekwondo hay không? Thực tế Taekwondo là luyện tập. Nên chúng ta có thể là tôi có thể tham gia lớp học Taekwondo ở đó không? Nè, Iyoide Taekwondo Suopi Seo. Vào chủ nhật ấy, thì cái khóa học Taekwondo là có, tức là có khóa học Taekwondo vào chủ nhật. Taekwondo를 전혀
Chốn nhớ đây là hoàn toàn không. Hang su ở miền Tây, tức là tôi không biết gì về cái taekwondo cả. Khuyền chân cái không sao chứ ạ? Kromyo, đương nhiên rồi ạ. Iuide, sen thuê oishoso. Là gì ạ? Hãy đến, bạn hãy đến trung tâm vào ngày chủ nhật. Sang tam ơn phá ta vô sale. Bạn hãy thử nhận cái tư vấn đã. Đây anh Kisumida, vâng tôi hiểu rồi, cảm sao người ta, xin cảm ơn. Ok, bây giờ các bạn nào đã đọc cái này rồi ạ? Trang đọc chưa Trang ơi? À, em đọc rồi. Ok, Ngọc bài này đã đọc lần nào chưa Ngọc? Chưa, chưa. Chưa. Nay về sớm không kinh chú đâu. Bạn Hiếu đã đọc lần nào chưa? Em đọc hai lần rồi. Hai lần rồi, ok. Thế bây giờ Ngọc sẽ đọc cuối cùng nhá. Bây giờ mời Trang sẽ đọc từ đầu đến cuối trước, xong đến bạn Hiếu, xong đến bạn Ngọc nhá. Xong tí chúng ta đóng vai sau. Ok. Đây, mời Trang. Yabo seo yaki we cooking lechi wen center chiếu nè Từ từ mùa Trang ơi. xuân đã Đây là cơ kỳ. cực kỳ we cooking lechi wen center chiếu nè mùa xuân tô qua tư điên cáo theo quân tô rừng bê u cô ship bình tê cơ kỳ ẻ sơ theo quân tô su ở bình tê tư điên su ít nè Inyo inde Taewon to su open op p isoyo Taewon to ren chonyan han su opnen te gwaenchaneul gayo Kuromyo Inyo inde center e oseoseo sangtamul patta boseo ne angetsumida gamsahamnida. Ok, mời bạn Hiếu ạ. Yabo seo, cookie, we cooking liếc chiwan center chiếu, nè, mua sân toa trin kayo, thế con ô rừng, bèo cô xin phân tè, cookie sơ, thế con đô, xua phân thường su ít sơ yốc, nè, in dưới nè, thế con đô, xua phi ít sơ thế con tôi chân hiệp hàn xua nâng tê quen cha nâng cayo krom yo in dưới nè sáng tay ô xia sơ sáng ta mừng bà ta bố xeo. Nè, anh kết xin đi ta. Cảm ơn anh ta. Ok, bây giờ mời Ngọc ạ. Yopo seo kaki we cooking lechi when center chio ne Em ơi, đây là chữ uôn. uôn Chị uôn. Nhá. chi uôn Quê cúc, in lược, chi uôn, chi center. uôn center chio Cái chữ chi quên ở đâu ạ? À? Chi uôn. Nhá. nè nè mùa xuân thu hoa từ rin khai ô Ok. thế thế quyết tô thế quân Quân tô thế rin thế thế quân quân tô thế quân tô ừ. rin peo cô si pân tê cơ kê sơ thế quân tô su su ơ pân từ su is isayo Từ từ, nè Ngọc 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 dừng lại câu này nhá. Nè.
Đây ạ. Đây. Đây. Đọc từ dưới đây ạ. Từ đơn su y sơ. Từ đơn su y sơ. Từ đơn su y sơ. Đọc lại. Từ đơn su y sơ. Thế quân đô xua vân. Taekwondo suwon. Turun su iseo. Turun su iseo. Taekwondo suwon. Turun su iseo. Taekwondo suwon. Turun su iseo. Gokkieseo. 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 Taekwondo suwon. Turun su iseo. Gokkieseo. Taekwondo suwon. Turun su isayo. No, ok. Đọc lại trên này nhá. Peuko sipnde. Peuko sipnde. Peuko sipnde. Peuko sipnde. Peuko sipnde. Peuko sipnde. 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 Nào, đọc lại. Peugeot 싶은데 거기에서 태권도 수업은 들을 수 있어요? 페우고 싶은데 싶은데. 배우고 싶은데. 배우고 싶은데. 배우고 싶은데. 배우고 싶은데. 거기에서. 거기에서. Taekwondo suwon. Turun su isayo. Turun su isayo. Thêm nữa. Taekwondo run. Taekwondo run. Taekwondo run peugeot 싶은데. Taekwondo run. Peugeot 싶은데. Đọc lại. Taekwondo run peugeot 싶은데. Taekwondo run peugeot 싶은데. Cái gì đây? Taekwondo run peugeot 싶은데. Taekwondo run peugeot 싶은데. 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 거기에서. 거기에서. Taekwondo. Taekwondo. Suwon. Suwon. Turun su isayo. Turun su isayo. Cái gì là phải từ từ chắc chắn ấy, không đọc lướt được đâu ạ. Nhá. Rồi mời Ngọc đọc tiếp thì tiếp theo ạ. Nè, Iroin re. Taekwondo suwon isayo. Taekwondo run chân hơ han su chân hiệu chân hiệu chân hiệu chân hiệu han su ập lên thê ập lên thê ập lên thê ập lên thê quê cha ơn khai ô kremu Kurumio. 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 Iroin. E. Center all seals Osiaso Sanctamen Pata Poseo. Okay. Nè. Ankes Samita, Kamsa Hamita.
Ok, hai câu cuối cùng đọc dễ nhỉ. Ok, bây giờ chúng ta đóng vai các bạn nhé. Bây giờ bạn bạn Trang sẽ đóng vai là Trích Quân, còn tôi sẽ đóng vai là Lý Han nhé. Nếu bố sao cơ kỳ quê cũng yên liếc chuôn trên thời chiếu. Nè, mua học sinh tô qua tư đình cái ô. Trang ơi, cái này đọc là mu ơ sân, cái chữ sờ đọc sang sau nhé. Nè, mu ơ sân tô qua tư đình cái ô. Taekwondo 는 배우고 싶은데 걷기에서 태권도 수업은 들을 수 있어요? 네, 인조인데 태권도 수업이 있어요. 태권도를 전혀 잘 할 수 없는 전혀 할 수 없는데 괜찮을까요? 그럼요. 인조인데 센터에 오셔서 상담을 받다 보세요. 네, 알겠습니다. 감사합니다. �ây giờ Trang lại là đóng vai Li Han và bạn Hiếu đóng vai Trích Quân nhé. 네. 여보세요. 거기 외국인 리액지 윈센터지요? 네. 무슨 도와드린가요? 태권도는 배우고 싶은데 여기에서 태권도 수업은 들을 수 있어요? 네, 인도인데 태권도 수업이 있어요. 태권도는 전혀 할 수 없는데 괜찮을까요? 그럼요. 인도인데 센터에 오셔서 상담은 받아보세요. 네. 알겠습니다. 감사합니다. 오케이, bây giờ bạn Hiếu, mời bạn Hiếu đóng vai là Lý Han, bạn Ngọc đóng vai là Trích Quân nhé. 여보세요. 거기 외국인 력 지원 센터지요? 드린 도와 드린까요? 태권도는 배우고 싶은데 거기에서 태권도 수업은 들을 수 있어요? 네, 인조인에 태권도 수업이 있어요. 태권도는 전혀 한 수 없는데 괜찮은가요? 그럼요. 인오인의 센터에 오시에서 상담은 받아 보세요. 네, 알겠습니다. 감사합니다. 오케이, bây giờ mời Ngọc. Mời Ngọc đóng vai là Lý Han, còn Trang Trang đóng vai là Trích Quân nhé. Nè. 여보세요. 거기 외국인 역시 원 센터지요? 네, 무슨 도와드린가요? 태권도는 배우고 싶은데 거기에서 태권도 수업은 들을 수 있어요? 네, 인조인데 태권도 수업이 있어요. 태권도는 전혀 한 수 없는데 괜찮은가요? 그럼요. 인오인네 센터에 오셔서 상담을 받아보세요. 네, 알겠습니다. 감사합니다. 네, 알겠습니다. 이제 chúng ta nghe file này nhé.
30과 거기에서 태권도를 배울 수 있어요? 대화 1. 여보세요? 거기 외국 인력 지원센터지요? 네. 무엇을 도와드릴까요? 태권도를 배우고 싶은데 거기에서 태권도 수업을 들을 수 있어요? 네. 일요일에 태권도 수업이 있어요. 태권도를 전혀 할 수 없는데 괜찮을까요? 그럼요. 일요일에 센터에 오셔서 상담을 받아보세요. 네, 알겠습니다. 감사합니다. 30과 거기에서 태권도를 배울 수 있어요? 대화 1. 여보세요? 거기 외국 인력 지원센터지요? 네. 무엇을 도와드릴까요? 태권도를 배우고 싶은데 거기에서 태권도 수업을 들을 수 있어요? 네. 일요일에 태권도 수업이 있어요. 태권도를 전혀 할 수 없는데 괜찮을까요? 그럼요. 일요일에 센터에 오셔서 상담을 받아보세요. 네, 알겠습니다. 감사합니다. chúng ta sang phần từ vựng các bạn nhé. Từ vựng hôm nay chúng ta học về kêu giúp là đào tạo, meet là và, service là dịch vụ. Thì ở đây chúng ta có mấy chương trình đào tạo như sau, đó là Hangul kêu giúp, đấy là chương trình đào tạo tiếng Hàn, cũng như chúng ta đang học tiếng Hàn ở đây đấy. Computer kêu giúp, đây là đào tạo về máy tính. Taekwondo kêu giúp, đây là đào tạo về Taekwondo. Tiếp theo chúng ta có Pobjun Kyuyuk. Pobjun Kyuyuk đây là đào tạo về luật pháp. Tiếp theo là Anchon Kyuyuk là đào tạo về an toàn. Kukak Kyuyuk. Kukak Kyuyuk đây là đào tạo về âm nhạc truyền thống. Các bạn nào muốn tìm hiểu âm nhạc truyền thống Hàn Quốc thì các bạn sẽ đăng ký chương trình này. Kumyong Kyuyuk là đào tạo về tài chính. Yongyang Kyuyuk là đào tạo về dinh dưỡng. Yangbang Chiliu là điều trị bằng phương pháp hiện đại. Yang là theo tây dược ạ. Tiếp theo là Hanbang Chiliu, đây là điều trị theo phương pháp truyền thống, đó là điều trị theo như kiểu là thuốc nam ấy. Việt Nam chúng ta có thuốc nam này, thuốc bắc ấy nhé. Đây là các chương trình như vậy. Đấy, chúng ta có ngữ pháp đó là động từ đi với l ơn su ít tà ọc tà. Nếu mà động từ mà không có cụm đáy thì sẽ thêm chữ l vào ở đằng dưới ạ. Đi với su ít tà. Su ít tà. Ít tà hoặc là ọc tà. Còn nếu mà động từ đi với động từ mà có cụm đáy thì sẽ đi với ưl. Động từ đi với ưl. Su ít tà hoặc là su ọc tà. Nha. Như vậy thì chúng ta sẽ có là nói sẽ nói được là tôi có thể làm được việc gì đó. Được chưa? Các bạn vẫn đang nghe chưa ạ? Vẫn đang nghe, nhưng mà thỉnh thoảng nó giật lắm. À thế là để thầy giáo ứng mạng một chút.
Bây giờ các bạn nghe rõ chưa? Rồi ạ. Vâng. Thì ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu một số cái này. Động từ đi với lỡ su, ít tà, ọc tà, có thể hoặc không thể là nói về năng lực hoặc khả năng thực hiện một cái hành động V nào đó. Động từ đi với lỡ su, ít tà là không là su ít tà là có thể, và động từ đi với lỡ su, ọc tà là không thể. Nếu có bát chim ấy, ở phụ âm đấy thì đi với ưu su ít tà hoặc ọc tà. Nếu động từ không có bát chim hoặc là bát chim là chữ l ấy, thì sử dụng là l ưu su ít tà ọc tà. Nhá. Thì ở đây chúng ta tìm hiểu một số cái ví dụ đây ạ. 한국어를 배우고 싶어요. Cái này là tôi muốn học tiếng Hàn Quốc. 배우 là học. 고 싶어요 là muốn, đúng không ạ? Là tôi muốn học tiếng Hàn Quốc. 외국 인력 지원 센터에서 한국어를 배울 수 있어요. Là bạn có thể học tiếng Hàn ở cái trung tâm hỗ trợ người lao động nước ngoài. Tiếp theo, 수진 씨, 모리카 씨 전화해요. À. 지금 좀 바빠서 전화 받을 수 없어요. 유진 씨, 모리카 씨 전화예요. 지금 좀 바빠서 전화 받을 수 없어요. 전화 받을 수 없어요. 아지야. không thể nhận điện thoại. À không, không thể nhận điện thoại. Không thể nhận điện thoại, đúng rồi. Ita, cái này thực tế là viết gọn của Itaka. Ita Itaga là một lát sau nhá. Itaga là một lát sau. Itaga 제가 전화 할게요. Lát sau tôi sẽ gọi điện. Đó. Tức là bây giờ vì bận nên không nhận điện thoại được. Lát sau tôi gọi nhá. Indiga 씨는 한국 음식은 만들 수 있어요? 한국 음식은 만들 수 있어요? Nghĩa là gì ạ? Là bạn có thể, đúng không? Có thể làm món ăn Hàn Quốc được hay không? Bạn Intika. D. 불고기를 만들 수 있어요. Vâng. Hoặc có, đúng không ạ? Tôi có thể làm được thịt nướng. Đấy. Thì các bạn chú ý này. Không thể, đúng không? Đây là có thể học này. Không thể nhận điện thoại được này. Tôi được chưa? Các bạn hiểu cái ngữ pháp này chưa ạ? Bây giờ chúng ta mỗi người sử dụng cái ngữ pháp này, chúng ta lấy một ví dụ nhé. Chúng ta sẽ, mỗi người sẽ làm một câu là có thể, có thể, có thể làm việc gì đó. Số 2 là không thể. À, có thể làm gì đó và không thể làm gì đó. Đầu tiên chúng ta làm có thể trước ạ. Là bạn Trang có thể làm gì, Hiếu làm gì, Ngọc làm gì? Có thể nhé. Có thể.